Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 92 ngày 10 tháng 9 năm 2024 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão. Công điện gửi bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, bí thư cấp ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ nêu trên. Với mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết. Với tinh thần khẩn trương nhất, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa miễn phí cho người bị thương, tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời thân nhân và hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người bị thiệt mạng. Tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói nhất là các hộ tại các khu vực còn bị cô lập, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ bị mất nhà ở, tuyệt đối không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở. Thủ tướng quán triệt các địa phương kiểm tra, giả soát, thống kê đầy đủ, chính xác, toàn bộ thiệt hại đối với sản xuất, tài sản của người dân, doanh nghiệp và công trình cơ sở hạ tầng của nhà nước. Báo cáo Thủ tướng trong ngày 12 tháng 9, chủ động huy động nguồn lực của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để khẩn trương khắc phục hậu quả bão, mưa lũ để nhanh chóng ổn định lại đời sống cho người dân, khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh. Công điện nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các quân khu và các đơn vị trực thuộc triển khai lực lượng, phương tiện, kể cả máy bay trực thăng, tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh mì, sữa, hàng cứu trợ cho người dân vùng còn bị chia cắt, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương. Bộ trưởng Bộ Y tế được giao chỉ đạo cứu chữa người bị thương, kịp thời cung cấp đủ cơ số thuốc, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho người dân tại những vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, xử lý môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau bão lũ. Đáng chú ý, tại công điện, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái tìm mọi biện pháp có thể để kiểm soát nước lũ từ thượng lưu chảy về hồ Thác Bà, thành phố Hà Nội các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, nhất là Yên Bái, chuẩn bị phương án xấu nhất có thể xảy ra với Hồ Thác Bà, theo chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp trực tuyến trưa mùng 10 tháng 9. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước và Phó Thủ tướng Lê Thành Long trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc công điện này. trưa ngày 10 tháng 9, ngay sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại trụ sở thị ủy Việt Yên tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến được kết nối trực tuyến với một số điểm cầu về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, an toàn đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại điểm cầu Yên Bái, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại điểm cầu trụ sở chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành địa phương. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần là đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết. Trước hết trong lúc này, để đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả, không để ai bị đói, bị rét, bị thiếu chỗ ở, các cháu học sinh sớm tới trường, người bệnh phải được chữa bệnh. Thủ tướng chuyển lời hỏi thăm, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền quân và dân tỉnh Bắc Giang về những thiệt hại mất mát do bão số 3 gây ra hoàn nghênh tỉnh Bắc Giang đã nỗ lực hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn tới gia đình có người bị nạn, bị thương, yêu cầu tỉnh thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình bị nạn, khen thưởng các tập thể cá nhân làm tốt công tác ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3, xử lý những cá nhân đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Giang, Yên Bái nói riêng và các địa phương đang có mưa lũ thiên tai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt đồng bộ các chỉ đạo của bộ chính trị, tổng bí thư, chủ tịch nước Tô Lâm, các nội dung tại các cuộc họp và năm công điện của thủ tướng chính phủ, các chỉ đạo của các phó thủ tướng về phòng chống, khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt, sạt lở, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng, bảo đảm đời sống nhân dân. Tất cả các cơ quan, lực lượng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải tích cực chủ động nắm tình hình, phản ứng kịp thời khi tình hình xấu có thể xảy ra. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo các địa phương phát huy tinh thần tự lực tự cường trong khắc phục hậu quả mưa bão với sự hỗ trợ của trung ương. Với Yên Bái, Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội, công an phối hợp bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn bị chia cắt, chủ động sáng tạo tìm cách tiếp cận, trong đó có phương án sử dụng đường hàng không, đường thủy, đường bộ. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục ở lại Yên Bái, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, quyết định các vấn đề liên quan tỉnh Yên Bái và các địa phương chủ động lên phương án di rời dân, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo lũ lụt, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo lũ lụt, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tấn báo chí người dân. Các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang cần triển khai các giải pháp kiểm soát vùng thượng lưu, nỗ lực giảm lưu lượng nước xuống các hồ đập, giảm nguy cơ quá tải các hồ đập. Các bộ ngành địa phương phối hợp xử lý kịp thời việc ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo, vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Tối mùng 10 tháng 9, lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua quận Hoàn Kiếm Hà Nội lên nhanh, khiến nhiều ngôi nhà quanh khu dân cư ven sông Hồng thuộc phường Trương Dương và Phúc Tân nước bắt đầu vào nhà lo ngại trong đêm lũ sẽ tiếp tục lên cao, dân cư ở đây hối hả thu dọn, di chuyển đồ đạc, tài sản để sơ tán ra khỏi vùng ngập trong đêm. Trên phố Trương Dương Độ, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, nước lũ từ sông Hồng dâng cao đã khiến tuyến phố trên ngập dài khoảng 100 mét. Nhiều nhà hai bên tuyến phố nước đã ngập vào nền nhà. Dù trước đó, ghi nhận trong sáng cùng ngày, nước chỉ mới mấp mé ở phía dưới phố này. Ngoài ra, nước lũ dâng cao, điện lực quận Hoàn Kiếm đã cắt điện các nhà dân bị ngập lụt khiến nhiều người lọ mọ, thắp nến, vội vã ôm trang chiếu, đồ đạc chạy lũ. Trong khi đó, lực lượng chức năng của quận Ba Đình, Hà Nội đêm mùng 10 tháng 9 đã sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân ngoài đê cạnh cầu Long Biên đến nơi an toàn. Trong bối cảnh do ảnh hưởng của bão số 3 và tình trạng mưa lớn, xả lũ sau bão khiến mực nước sông Hồng qua khu vực cầu Long Biên, Hà Nội dâng cao. Theo đánh giá, mực nước dâng cao nhất trong 16 năm trở lại đây. Nước tràn qua khu vực bãi bồi, uy hiếp nhiều khu dân cư ở sát ven sông nhiều địa phương nằm ven sông hồng đã tổ chức di rời các hộ dân có nguy cơ cao tới nơi an toàn